Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với game lái xe thực tế ảo. Hôm nay nhiệm vụ của mình là sẽ chạy đến một cái bờ hồ và phải chụp hình làm sao mà có người, có xe và cả bờ hồ vào đấy nữa. Thì để xem, mình xem bản đồ coi là cái bờ hồ đấy ở đâu nhá. Hồ Skilgoc là một hồ nước ngập nhân tạo ở Skilgoc, khu đô thị của vùng Durham và thành phố đơn nhất của hồ Kawather ở miền trung Ontario, Canada. Lộ trình là 44,4 km, tổng thời gian là 35 phút. Nhiệm vụ của bạn là hãy đi đến đó, tìm chỗ đậu xe, chụp một tấm ảnh có bạn và xe và hồ nước, chạy ngay đi còn kịp, ở đó mà còn nghe tao nói, a hi hi. Rồi, mình bấm start thôi. Nói cách đây 30 phút. Mình chặt pin luôn. Ơi, quên. Thắt dây an toàn vào đã. Bên đây không thắt dây an toàn là cảnh sát bắt chết. Police bắt chết. Hạ cửa gara xuống. Cho xe dê ra. Này dê đằng sau nè. Nhớ để ý có người đi bộ đằng sau không đã là hẳn dê nha. Đấy. Các bạn nghe thấy cái đèn xe mà nó kiếm tí tí động, nó báo hiệu cho mình là sau đuôi xe mình có xe á, nên là đừng có nghe ra. Rồi, đã chống chạy. Clear. Ok. Đấy, đi thôi. Gương lại tí nè. Hôm nay trời quá đẹp luôn. Chúng ta sẽ rẽ phải ở cái stop sign này nhá. Này trời nóng quá. Hôm qua trời vẫn đang còn lạnh lắm mà hôm nay đã ấm rồi. Hôm nay là bao nhiêu? Wow, 15 độ. Không thể tin nổi, hôm nay đã lên tới 15 độ C rồi. Quá ấm luôn. Quá tuyệt vời. Ở đây gọi là vùng nông thôn của Canada. Xung quanh là các bạn thấy là toàn là nông trại không à. Rồi mình đánh đèn kiểm tra điểm mù rồi mình vào lên rẽ trái nha. Như vậy là đằng trước mặt mình là trống trải, mình sẽ quẹo luôn. Đấy, quẹo vào một đường lớn hơn. Đường này thì cho phép mình chạy tới 80 cây số một giờ. Mình sẽ đạp lên 80 cây số một giờ ngay. Wow, hôm nay cảnh đẹp quá. Trời trong xanh. Nắng ráo. Mới ngày hôm qua mình làm cái video nhiệm vụ chở vợ đi siêu thị. Trời mưa buồn lắm. Hôm nay thì đổi lại, hôm nay thì là quá đẹp. Đây mình gọi là Bougainville Avenue. Trống trải quẹo luôn. Đường này thì nó xấu hơn đường nãy mình mới quẹo vào. Vẫn cho chạy 80 cây số một giờ. Oh yeah. Ở bên Canada chỗ mình ở nó có hai loại highway. Có một loại thì miễn phí thì nó sẽ giờ đông cao điểm nó rất dễ bị kẹt xe. Còn ở đây mình vừa mới chạy ngang qua đó là cái cầu mà bắc ngang đầu mình á, là cái highway đó nó sẽ phải trả phí. Các bạn chạy vào là họ chụp hình cái biển số xe của bạn, xong rồi đến đến tháng ấy, họ gửi cái hóa đơn về cho mình lên mạng online mình trả phí. Đèn vàng rồi các bạn ơi, mình sẽ dừng lại thôi.
vượt đèn đỏ nha. Mình phải tuân thủ luật lệ giao thông ở bên này nha. Rồi, xanh rồi, mình chạy thôi. Mình là nói chuyện mình quên mất chạy luôn đèn xanh luôn, nên là cái xe đằng trước họ quẹo trước mình luôn. Đáng lý ra là họ sẽ phải chờ mình chạy, nhưng mà mình lại chậm quá nên là người ta đã chạy trước rồi. Đang đèn đỏ này, xong mình dừng mình kiểm tra trống trải thì mình có quyền được quẹo luôn. Mình được quyền quẹo phải gặp đèn đỏ, nhưng với điều kiện là phải trống trải nha các bạn. Thường thường cái đường lớn này thì chắc cũng phải chạy tầm 80 đến 90, nhưng mà mình chưa thấy biển báo tốc độ ở đâu cả. Rồi, map lại kêu mình rẽ trái ở đây. Ok. Wow, quẹo chỗ này cũng khá là nguy hiểm đó các bạn. Khúc cong dưới kia chả thấy gì cả. Rồi, quẹo luôn. Wow, cái map bữa nay chạy vui à. Map bữa nay chạy. Rồi, 80 nè. Ok, mình chạy được 80 nha. Vậy là mình đã sắp tới được cái Skugot Lake rồi. Wow, mình thấy trước mắt mình rồi đây. Tới đây là speed 50 giảm xuống. Nó nhảy 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 nhảy. Wow, mình đã thấy được bờ hồ rồi, mình đã thấy được Skugot Lake rồi các bạn ơi. Những cái nhà xung quanh đây thì là những nhà giống như là từ thời xưa rồi. Nhiều khi họ không phải ở đây đâu các bạn, họ giống như là họ chỉ mua nhà họ để đây thôi, rồi chỉ khi nào đến mùa hè họ rảnh lại về đây họ. Wow, thấy được cái hồ rồi, mình thấy được cái hồ rồi. Mà hiện tại thì mình sẽ quẹo đây trước, lát mình sẽ quẹo xuống kia sau. Đi một vòng tham quan đã nha. Mình sẽ đi kiếm cái hồ nước rồi để chụp hình với cái xe là xong nhiệm vụ, phải không? Mà hiện tại thì rất khó để chạy tới được cái bờ hồ. Đây cũng có một con đường. Có chỗ nào để đậu xe chụp hình có cái hồ nước không? Tại vì ở đây thì nhà dân họ ở hết mất tiêu rồi, nên là mình không có đậu xe. Bạn nhìn thấy bờ hồ chưa? Bờ hồ ngay ở phía sau đấy, nhưng mà mình bị vướng những căn nhà rồi, mình không thể nào chạy xe để mà chụp hình với cái bờ hồ được. Mình phải kiếm một cái nơi nào đó nó thật là vắng vắng không có nhà thì mình mới chụp hình được. À, có rồi đây. Đây, mình đã tìm được bờ hồ rồi đây. Oh yeah, mà mình không có chạy xe xuống được. Các bạn thấy bờ hồ chưa? Hơi bị đẹp, mình sẽ kiếm chỗ khác đi. Ôi. Đây họ ăn sinh nhật à. Thật là vui ấy.
những người họ sống ở đây thì là những vùng nông thôn rất là bình yên, cuộc sống nhìn có vẻ rất là an nhàn. Mình cũng mong ước là sau này mình cũng có một căn nhà sát vào hồ. Mình thích ở bờ hồ lắm, nó mát mẻ lắm, có nhiều thứ vui chơi ở bờ hồ hơn. Mình hy vọng là mình chạy cuối con đường này mình sẽ tìm được cái chỗ nào đó để mình chụp hình. Game này khó quá các bạn ơi, nhiệm vụ này nghe cứ tưởng như là dễ, cứ tưởng như là dễ lắm, chỉ cần chụp hình với xe là được, nhưng mà không phải. Ban đầu mình cũng nghĩ rất là dễ, nhưng mà bây giờ đến đây mình mới biết được là không phải là lúc nào cũng sẽ có chỗ trống trải cho mình chụp hình. Tại vì ở đây nhà họ họ làm sát 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 nhau nè, đâu phải là chỗ có chỗ nào công cộng cho mình đậu xe vào đâu. Wow, chỗ này thích. Wow, mình chạy hoài mà không thấy luôn các bạn này. Nhà họ mọc sát sát nhau thế này thì làm sao mà có đường cho mình đi? Ôi, đường cong thế. Ui, cái nhà này đẹp chứ các bạn? Cái nhà này đẹp thật đấy chứ. Làm to đùng. Nhà này chắc phải dành cho mấy ai mà triệu phú. Quá đẹp, nhà quá to quá đẹp. Rồi, mình cứ chạy theo cảm tính đi nha các bạn. Tại vì hiện tại cái map, cái đề tài của mình đã ngoài vùng phủ sóng rồi, mình chạy vô vùng sâu vùng xa rồi, nên là cái sóng, cái nhà mạng của mình nó quá yếu. Mình sẽ mai mốt mình sẽ về, mình sẽ đổi lại nhà mạng khác, mình sẽ không xài cái nhà mạng Freedom này nữa. Ở bên đây nó có cũng có những nhà mạng giống như là Viettel hay là Mobile Phone rồi này nọ các bạn. Thì mình đã chọn một cái nhà mạng rẻ nhất cho mình tới 10 GB mà chỉ có 60 đồng một tháng thôi. Đâm ra mình đã xài nó quá rẻ, thì đâm ra mình chỉ xài ở cái vùng chỗ nó phủ sóng thì mạnh thôi, chứ còn ra khỏi vùng phủ sóng của nó là như vùng này là mình thua hết xài được luôn. Mình đã không có chỗ đậu xe rồi. Đây có một chỗ này nhưng mà chỗ này mình không đậu xe được, mình phải quay đầu thôi. Chỗ này là stop private road rồi, thấy bờ hồ rồi các bạn ơi, nhưng mà mình không có đậu xe được. Chỗ này vẫn chưa đẹp, mình vẫn chưa thật sự thích. Mình đã thấy được dòng nước chảy rồi, nước rất là trong luôn, nước rất là trong luôn đấy các bạn ơi. Ở đây hiếm chỗ bằng kinh thất đấy chứ. Xe là có rồi đấy. Wow, xe ngầu chưa? Đây rồi, cuối cùng gì mình cũng đã tìm thấy được rồi. Mình tin chắc là chỗ này sẽ là cái chỗ cho mình được chụp hình với cái xe đây. Mình tin là như thế, mình tin chắc là như thế. Đấy, đây có công viên này, thấy chưa? Chắc chắn rồi, mình sẽ đậu tấp xe vào lề trước cái đã. Thì các bạn, như vậy là mình đã cố gắng hoàn thành được nhiệm vụ là tới chụp tấm hình với
bờ xong, mặc dù là cái xe của mình là đã bị không đưa xuống được, vẫn chưa hoàn thành, phải nói là vẫn chưa hoàn thành được cho lắm. Cái xe của mình ở đằng kia. Tê tê tê. Không lẽ mình chạy xe xuống đây, mình băng đường kia xuống thì hơi kỳ. Họ đã đóng khóa cửa rồi, mình còn cố gắng mình chạy xuống thì không nên. Và mình không thể đem xe ra xuống sát mặt nước được, tại vì mùa dịch nên là mình sẽ không mang xuống được. Đây là chỗ duy nhất mà mình có thể xuống được. Cảnh quá đẹp luôn. Nước trong veo, hồ to lớn. Nên là hy vọng rằng mình sẽ lần sau, nhiệm vụ lần sau mình sẽ làm. Mình sẽ quay trở lại đây làm lại nhiệm vụ, đem xe đến đây chụp hình. Bye bye. Các bạn thấy bờ hồ không? Xe mình đây và mặt mình đây. Mình chỉ có thể cố gắng được tới đây là hết rồi. Không thể nào cố gắng hơn được nữa. Họ đã đóng đường rồi. Thất bại rồi. Mission not completely. Mình cảm thấy không thỏa mãn với cái nhiệm vụ ngày hôm nay. Như vậy là mình cũng đã xuống được tới bờ hồ. Và bây giờ mình sẽ đi về, mình sẽ tìm lại đường về coi nào. Going home. Lấy GPS. Going home. Mình sẽ tìm đường đi về nhà nha. Mình ít khi nào xài cái GPS này lắm. Đã có GPS. Chạy về thôi. Take the next sharp right onto McGill Drive. Xin lỗi, rồi. Take the next sharp left onto Cartwright Manvers Boundary Road, then take the next left. Về thôi các bạn ơi, về thôi, về thôi. In 180 meters, turn left onto Stub Road, then at end of the road, turn left. Take the next left onto Stub Road, then at end of the road, turn left. Okay. Nó là mình vẫn Route recalculation. At end of the road, turn left onto CR 57, Golf Course Road. Drive 6.2 kilometers. Mình đi bằng Google Maps thì mình đi từ nhà á thì mình có internet, mình bấm thì nó sẽ chỉ mình tới đây luôn, nó chỉ mình một con đường khác tới. Còn bây giờ mình đi về thì ở chỗ này mình không còn internet nữa, nên mình phải đi bằng GPS. Mà GPS của xe thì nó lại chỉ mình đi về một con đường khác, nó lại không đi giống như con đường mà Google Maps đã chỉ mình. Hy vọng rằng được có hết xăng. Xe mình hồi sáng mình để ý là tại vì còn tới nửa bình, nhưng mà bây giờ mình chạy, nãy giờ mình chạy vòng vòng mình kiếm cái cảnh hồ nước để mình thực hiện nhiệm vụ, mình chụp tấm hình thì đã hết xăng rồi, sắp hết xăng rồi. Và bây giờ thì GPS thì lại chỉ mình đi một con đường khác về, mà ở đây thì rất là hoang vắng, không có cây xăng nào cả, nên đâm ra mình cũng hơi lo lắng. Nếu có chuyện gì thì mình sẽ điện thoại mình không gọi được, nếu có không gọi được hỗ trợ từ người thân được, nên là cũng khá là lo lắng đấy các bạn ạ.
In 300 meters, turn right onto Highway 35. Highway 35. Take the next right onto Highway 35. Highway 35. Mình quẹo vào Highway 35. Highway này nghe quen lắm này, trước mình hay đi nè. Trước khi quẹo ra mình phải ngó bóng vẽ mình chạy. Ok, good. Highway 35. À, chỗ này nhìn rất là quen thuộc. Chỗ này là giống con đường hồi xưa. Chỗ này ngày xưa mình hay chở ba má lên Lindsay đi thi nè, đi thi bằng lái xe nè. Còn sớm nè, hôm nay vợ của mình làm món thịt ba rọi nướng khá là hấp dẫn. Mình phải đi mua bia về uống mới được. Ngon quá. Drive 7.9 kilometers. Mình phải nhập lên của highway khác như vậy. Mình đang ở một cái highway 35, highway 35. Rồi bây giờ mình phải nhập vô một highway khác để chạy về nhà mình, là highway 115. Cái này gọi là highway, nhìn thì có vẻ là nó nhỏ nhưng mà nó, tại vì nó chỉ là cái highway của local, giống như là của thị trấn này với thị trấn khác thôi. Nó không phải là một cái highway mà xuyên bang. Highway xuyên bang nó sẽ bự hơn. Còn highway này chỉ là highway giữa các thị trấn nhỏ với nhau. Thì nó cho phép mình chạy 90 cây số một giờ. Và hiện tại mình đang chạy 100 các bạn. Mà các bạn thấy không, xung quanh là mọi người đều chạy 100 hết. Đây có cây xăng nè, nhưng mà thôi, để bữa khác mình đổ. Bây giờ mình đang phải chạy gấp về để mình kịp giờ mình mua thùng bia. Mình mua tiệm bia cái hồi mình 4 năm về trước, mặt mình đang còn trẻ lắm. Mình đi mua bia toàn là bị bắt đưa cái ID ra không à, để chứng minh độ tuổi á, mình mới đủ tiền, đủ tuổi mà mua. Còn bây giờ thì chắc có vẻ mặt mình già hơn. On to Lambert Street, then at end of the road, turn left. Sao mình nhìn cái tiệm bia có vẻ đang mở cửa kìa. Take the next right onto Queen Street. Finally. Đấy, các bạn thấy tiệm bia store không? Đấy. Sẽ để camera quay phim luôn. Sau lưng mình là tiệm bia đây. Bia đây rất là bự, đủ hết các loại bia. Thiên đàng cho tất cả người đàn ông ở đây, ai muốn uống bia thì cứ vào đây mà.
Thưa các bạn, vậy là mình vừa mới mua được bia xong rồi. Mình canh cả tháng nay mới mua được á, tại vì mấy lần trước á mình cứ ý y á. Mình ra trễ quá. Rồi, sắp về đến nhà rồi, đến nhà rồi. You will arrive at your destination on the left in 130 meters. You have reached your destination on the left. Rồi, nhà mình đã tới rồi đây. Tên 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 tên. Đậu xe lại cái nha. Để mình phải đậu ngang nha, mình đâu có được đậu dọc. Mình chỉ có mình đậu ngang như vậy thì mới không cản trở người đi bộ. Ôi, mình phải mở cốp đã. Xuống mở cốp xe đã. Còn thùng bia sau lưng xe. Vâng, vâng, thưa các bạn, vậy là mình đã hoàn thành được trò chơi ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu các bạn có bất cứ góp ý gì cho mình làm hay hơn video này, những cái gì đó hay hơn thì các bạn có thể góp ý cho mình nhé. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn.